Tại sao chị Mai lại dám ngủ chung với lão? Cô ấy có chuyên môn, cậu lo cái gì? Anh đừng có quên, lão được mệnh danh là phù thủy không phải đơn giản đâu. Kể từ ngày hôm nay, có hai đứa mình ở ngoài đây chung với Mai rồi, đúng không? Ủa, sao giờ này tự nhiên lo lắng cho người ta quá vậy? Thôi dẫn hoài. Cẩn thận, vẫn có dính máu kìa. Có gì đâu mà lo. Bộ chị Mai quên là tôi đã từng mổ tử thi bị sida. Biết là vậy rồi, nhưng cẩn thận vẫn hơn chứ. Có kết quả rồi. Sếp. Người đàn ông này chết vì ma túy. Chẳng lẽ họ bỏ con ở bãi rác rồi tự chích ma túy cho mình hay sao? Lo vô đây, để trong mát nè. Đi, nhanh lên. Lẹ. Đi. Trời ơi. Con. Đi, trời ơi. Đưa đây. Như vậy thì ai đã kéo xác họ tới được đây, cách đó 1 km? Bay kiếm cái gì mà cắm mặt xuống đất vậy? Dạ, con làm mất chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bằng vàng thiệt hả? Dạ. Vậy mày khỏi kiếm chi cho mất công. Sao vậy chú? Bởi vì tụi nó đã lượm từ khi chiếc nhẫn của mày rớt chưa chạm đất nữa. Nói vậy là mất rồi hả chú? Heh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